Hai, xin chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề điều khiển module kit ESP thông qua app Looter. Mình sẽ sử dụng cái socket.io, tức là app Looter của mình có thể điều khiển được con ESP thông qua Wi-Fi. Thì con ESP này sẽ được kết nối với lại một cái motor bước. Rồi sau đó chúng ta sẽ từ cái app chúng ta có thể điều khiển được motor bước này. Rồi đây là con ESP ha, đây là cái driver để cấp cho motor bước. Rồi còn về phần code á, thì mình đã up lên trên trên GitHub rồi, các bạn có thể lên GitHub các bạn tải. Cái link mình sẽ để trong phần mô tả, nó chính là Looter ESP. Thì file nó sẽ nằm trong tabber ESP WebSocket Looter. Ở đây sẽ là cái file để nạp cho con ESP, thì mình đã mở sẵn rồi. Rồi tiếp theo là cái file, cái thư mục để lưu cái project app Looter, mình sẽ mở bằng Visual Code. Rồi đầu tiên là mình sẽ giải thích về cái code cho con ESP. Thì nó sẽ có các phần, là thứ nhất là chúng ta sẽ kết nối với lại nó sẽ tạo con ESP trở thành một cái server để có thể app router của mình có thể kết nối thông qua cái thư viện là WebSocket. Rồi các bạn nhớ cài thư viện này ha. Rồi cái thư viện thứ hai là thư viện để xử lý JSON. Thì JSON này mình sẽ truyền từ cái con từ cái app router của mình xuống, và sau đó con ESP này nó sẽ xử lý cái chuỗi JSON đó để bạc thành các data, ví dụ như là vị trí hoặc là tốc độ của motor. Rồi đây là cái phần khai báo để con ESP của mình có thể trở thành một cái server, thì kiểu giống như là chạm wifi này, cũng giống như video trước, các bạn có thể xem lại. Cả cái phần này sẽ là khai báo về cài đặt để ESP trở thành một server có địa chỉ là 192.168.99.100, và cái thằng bot của nó là 80 81, này bot 81. Rồi còn về cái thằng motor á, motor thì mình điều khiển qua cơ chế xung chiều, qua cơ chế xung chiều để đem sử dụng cái driver là DRV 8255. Driver nằm ở đây. Rồi thì xung mình sẽ kết nối cái con ESP nè. Xung mình sẽ đưa vào chân D3. Trên đây các bạn sẽ thấy từ cái module mà mở rộng cho con driver này, mình sẽ thấy cái hiệu là chữ bool, thì mình kết nối chân D3. Còn D là direction là chiều, mình sẽ nối với chân D4. Đó. Chân D4 hay D3, D4. Rồi sau đó thì mình sẽ nối chân enable vào chân ground để cho nó cái driver này nó active ha. Còn nếu để vào chân mức 2 thì nó sẽ không có lái được cái motor này nữa. Lúc đó cái motor này sẽ xoay cách dễ dàng. Rồi xuống dưới đây á, thì mình sẽ có cái phần mình khai báo về các thông số để mình có thể điều khiển. Thì ở đây mình sẽ có cái thông số nó gọi là số vòng trên, mình sẽ đặt thông số đây là số vòng, tức là khoảng cách trên một vòng, tức là đơn vị của mình sẽ điều khiển là theo từng vòng. Tức là ví dụ mình nhập cho nó tới cái tọa độ là một vòng chẳng hạn, thì nó sẽ quay được một vòng, còn trừ một thì nó sẽ quay ngược lại, từ một tới trừ một là quay ngược lại hai vòng chẳng hạn, ví dụ vậy. Còn nếu như trường hợp các bạn điều khiển mà chuyển từ cái chuyển động xoay của motor mà sang chuyển động tĩnh tiến á, thì lúc đó mình sẽ quy đổi xem là một vòng nó sẽ được bao nhiêu cái trục tĩnh tiến của mình đó, nó đi được bao nhiêu mm, thì mình sẽ lấy một mình chia cho số đó, ví dụ như đi được 40 mm chẳng hạn, chia ra được 0.025 đó. Rồi đây là xét về cái vi bước 1 đến 16. Thì ở đây mình sẽ có nhiều loại á, thì mình có cái nút có các zoomer ở đây nè để mình chỉnh MN1, MN2, MN3. Thì ở đây mình sẽ chỉnh vi bước được đây, cái con DRV 82
DRB 8825 nè. Đó, mình có thể chỉnh được vi bướm nè. Ví dụ mình tất cả đều là low hết thì sẽ là full step. Người nó quay một vòng thì nó sẽ đi được motor của mình 1.8 độ á, thì nó quay một mình cấp 200 xung á, thì sẽ quay được một vòng. Còn nếu mà để 1/2 bước á thì mình sửa con số này là số 2 ha. Con số này là số 2 thì nó cần 400 xung nó mới quay được một vòng. Rồi, ở đây mình có công thức để mình chuyển đổi là một đơn vị thì nó cần bao nhiêu xung để cấp. Ví dụ như hiện tại á, là mình đang tính theo đơn vị là vòng đi, thì mình chia ra công thức này, khi mình chia ra thì 360 chia 1.8 là 200 xung. À, tức là mình cấp 200 xung thì nó sẽ đi được một đơn vị, tức là đi được một vòng. Thì cái đơn vị này chính là cái đơn vị điều khiển. Còn giả sử trường hợp mà mm trên đây á, thì có thể mình cấp 40 xung thì nó đi một vòng, thì mình lấy con số này để mình tính ra cái số xung mình cần cấp. Rồi dưới đây thì cái thông số position là cái vị trí ha. Vị trí lưu trên coin USB, target là cái vị trí mình sẽ di chuyển đến đó. Ví dụ mình di chuyển từ 0 cho đến 10 vòng thì position là 0, còn target là 10. Còn này chỉnh tốc độ. Thì đơn vị tốc độ hiện tại đang set công thức nó đang là vòng trên chinh phút. Đó, vòng chinh phút hay nó chính là brown bơ rồng chinh phút, brown bơ minute RBM. Rồi cái này làm set cái chiều ban đầu của nó. Ví dụ như mình muốn đi theo chiều dương á, đi từ 0 cho đến 10 vòng chẳng hạn, mà quay theo cùng chiều kim hồ, mình set cái này là 2, hoặc là set ngược lại thì cái tùy tùy vào cái motor của mình thôi. Rồi các trạng thái delay ha. Xuống dưới mình sẽ có công thức. Rồi, còn về xử lý JSON thì ở đây mình tạo một cái tepper doc, kiểu của nó là static JSON document. Đây. Thì mình sẽ lưu hai thằng, một thằng là step speed và một thằng là position, tức là tốc độ và vị trí. Rồi lát nữa mình sẽ sử dụng cái này. Rồi trong cái hàm setting đó thì mình sẽ gọi tới cái sự kiện web socket event, tức là khi mà cái router mình kết nối với con ESP á, thì lúc đó sẽ có một cái sự kiện kết nối này, và mình sẽ lấy sự kiện mình xử lý. Rồi cái sự kiện xử lý ở đây ha, có các sự kiện xử lý như là disconnect, reconnect, vân. Rồi mình sẽ lưu ý tới cái phần là mình sẽ nhận được một sự kiện đây trong cái test nè, tức là mình nhận được ví dụ trên cáp mình gửi xuống các thông số, thì từ đây mình sẽ truyền cái chuỗi vào trong cái hàm tepper event. Thì xuống hàm tepper event á, mình sẽ lấy cái chuỗi JSON này, mình sẽ decode nó ra. Mình sẽ đưa nó vào chuỗi JSON á, từ string mình sẽ đưa vào JSON. Đó, JSON là string này. Sau đó mình sẽ đưa vào cái tepper doc này. Thì trong tepper doc này mình sẽ có hai thằng là position và step. Mình sẽ gán vào hai biến là target và biến speed. Thì target là đơn vị nó đang là vòng, thì mình phải chuyển đổi nó thành số xung. Thành số xung. Tức là ví dụ 10 vòng thì nhân cho cái này là 200 xung cho một vòng á, thì mình sẽ ra được là 2.000 vòng, ở 2.000 xung, đó, được 2.000 xung. Rồi sau đó mình sẽ bảo là nó mua từ vị trí nào tới vị trí nào, tức là mua từ vị trí 0 cho đến 10 vòng chẳng hạn. Đó. Rồi tiếp theo ở đây mình sẽ tính lại cái tốc độ. Đó. Đây là công thức tính tốc độ. Thì chẳng qua là mình lấy nghịch đảo của tốc độ số vòng trên phút thôi, con số 60 nè, để mình ra đơn vị là microjoule. Rồi mình lấy cái này để mình làm cái bộ giống như delay đó, tức là bao lâu thì sẽ phát xung sần một lần, thì lúc đó mình sẽ tính ra được cái tốc độ của cái động cơ. Rồi mình sẽ có cái điều kiện á, điều kiện nếu như mà cái vị trí mới này lớn hơn vị trí hiện hiện tại á, thì mình sẽ cho motor quay theo một chiều. Ví dụ cùng chiều kim hồ mình sẽ cái hai ở trên đó. Rồi nếu như mà vị trí mới mà nó nhỏ hơn vị trí hiện tại thì nó sẽ quay ngược lại, mình set cái chiều ngược lại. Đó. Rồi còn hai hàng bằng nhau thì mình không làm gì cả, return lại. Rồi sau khi cái set chiều xong rồi á, xuống đây mình sẽ gọi một cái hàm để mình bắt đầu tạo xung.
Thì bắt đầu tạo xung thì mình sẽ dùng cái thời gian để mình tích. Tức là giả sử như sau 100 mili giây dùng cái điều kiện này. Chẳng hạn như thời gian delay là mình tính từ tốc độ á, sau 100 ví dụ 100 micro giây chứ, 100 micro giây thì cái thời gian micro giây nó bắt đầu nó tăng lên thì nó sẽ trừ cho cái thằng này. Mà nếu lớn hơn thì nó sẽ phát một xung. Rồi sau đó nó gán ngược trở lại cái last step time này bằng cái thời gian hiện tại. Rồi cứ như vậy nó sẽ phát xung liên tục. Rồi cái việc phát xung đó nó sẽ phụ thuộc vào nó mỗi lần phát một xung á, thì cái vị trí nó sẽ tăng lên hoặc giảm xuống. Ví dụ như mình xét điều kiện nếu như vị trí mà nó vị trí cũ á, hiện tại mà nhỏ hơn vị trí mới á, thì nó cho cái xung này cho cái vị trí này cộng lên một. Còn trường hợp mà nó ngược lại, tức là vị trí nó hiện tại nó lớn hơn cái vị trí mới, thì lúc đó sẽ, cái vị trí sẽ giảm xuống, tức là giống như nó quay ngược lại, nhưng mà mình phải nhớ cái vị trí. Rồi đối với con ESP á, thì mình cần phải đưa cái hàm này vào thì nó sẽ fix được một cái lỗi tự động reset ha. Còn nếu mình dùng con Arduino thì không cần ha. Ok, rồi sau khi chạy xong thì sẽ bảo là on target đó. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên phần code của cái app Looter. Rồi mình sẽ đóng mấy cái này đi, không cần dùng nữa. Ok, rồi thư viện của mình thì mình cài các thư viện. Hiện tại là không có chữ xử lý JSON, cái này từ cái file trước mình còn lưu lại. Mình chỉ cần cái thư viện WebSocket Channel thôi, thư viện này là chính này. Rồi sau đó thì mình sẽ vào bên trong cái thằng main. Nếu các bạn loan code từ GitHub ấy, thì nhớ là mình bấm cho đây để mình cài đặt các bắt kịch nha. Rồi code thì nằm trong phần main nha. Rồi trong main này nó có gì? Đầu tiên mình phải khai báo cái địa chỉ IP của cái đường link URL của cái con ESP. Thì hàng này nó sẽ chính là cái thằng cái mình đưa vào này, cái mình tạo ra đó. Đây. 192.168.99.100. Còn cái bọt nó là bọt 81. Mình tạo bọt 81 nè, thì mình sẽ đưa đường link vào đây ha. Rồi run app, sau đó thì trong cái phần nội dung á, trong cái trang này mình chỉ có một trang thôi, mình chỉ có một cái màn hình duy nhất thôi. Thì đây mình sẽ khai báo một số cái biến, và mình sẽ gọi cái hàm kết nối với lại, tức là khi mình gọi cái hàng 44 này nè, nó sẽ tạo ra một channel. Thì channel này là kết nối giữa con app looter với lại cái con ESP của mình thông qua cái socket, web socket. Thì lúc này channel của mình nó sẽ có xử lý một số sự kiện đó. Thì cái sự kiện mà tiêu biểu của nó là listen đó, khi mình lắng nghe được sự kiện này thì nó sẽ bảo là đã kết nối rồi, thì nó sẽ in cái message từ cái con ESP gửi lên. Rồi bây giờ mình sẽ tạo máy ảo ha, máy ảo mình có rồi này, máy ảo. Rồi bây giờ máy ảo mình để đây đi. Ok, ESP thì mình sẽ mở thêm cái serial monitor lên để mình xem những giá trị mà nó log ra. Ok, để đây ha, phân ra từng khúc ha. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái máy ảo này, mình có một số device này, mình sẽ chọn máy ảo. Rồi chọn xong rồi mình sẽ build build lên máy ảo. Rồi hiện tại con ESP mình đã nạp rồi nha. Thì lúc đó điện thoại của mình đó, hoặc là cái máy tính, do xài máy ảo cho nên nó sẽ cái máy tính mình sẽ kết nối được với con ESP nè. Rồi mình bấm connect ha, mình connect trực tiếp, tức là từ thiết bị mà chạy cái app router, mình sẽ kết nối trực tiếp vào con ESP. Rồi trong lúc nó build nè đó, thì hiện tại nó báo lỗi do mình chưa kết nối thành công với ESP. Các bạn đợi xíu nha. Rồi cái nó thành công giờ mình reset lại. Đó, thì cái nó thành công nó sẽ có một cái sự kiện, nó nhận được sự kiện connected này. Đó, sự kiện connected là chỗ này. Đây sự kiện connected.
là nó đã kết nối thì nó sẽ gửi một sự kiện lên connected đây, thì trên app router mình nó sẽ nhận được cái sự kiện này để biết là đã kết nối. Rồi khi đã kết nối thì mình sẽ show cái màn hình này ra. Rồi cái màn hình này á, hiện tại nó sẽ có một số chức năng như sau. Rồi để đóng cái này bớt lại đi. Nó sẽ có chức năng như sau ha. Tức là khi mình dịch chuyển, ví dụ như position nè, mình thay đổi vị trí nè, thì nó sẽ nhận được con số là 3. Rồi tốc độ chẳng hạn, mình sẽ nhận được con số là ví dụ như 100 120 đi, 120 vòng trên trên phút. Rồi mình bấm nút move, tức là nút di chuyển á. Thì lúc đó là nó sẽ gửi cái giá trị speed 120 với position 3 này nè xuống dưới cái app, xuống dưới con SP. Và con SP này sẽ nhận cái chuỗi và nó bạc ra các data, là thứ nhất là vị trí position là 3 nè, và nó lấy tốc độ 120 để nó gán vào. Rồi thì các hàm xử lý đó là mình sẽ để trong đây. Thì đầu tiên là cái thằng slider, mỗi một cái thanh kéo như thế này nè là một cái slider. Thì slider này mình sẽ đặt giá trị nhỏ nhất của nó là trừ 10 ha, và lớn nhất của nó là 10. Thì cái này mình có thể chỉnh được trừ 10 tới 10, và độ chia của nó là 20, có nghĩa là mỗi lần dịch chuyển là một đơn vị đó. Rồi mình dùng cái biến vị trí để mình lưu, có nghĩa là khi mình thay đổi giá trị này nè thì cái value mà nó cái widget ladder này nó sẽ lưu cho thằng position đó. Position này mình sẽ dùng để mình gửi cái data này xuống với con ESP. Và tương tự như vậy đối với cái thằng tốc độ cũng vậy luôn, tốc độ là thằng dưới này thì mình cho nó từ 0 cho tới 240 vòng trên trên phút. 240 vòng trên phút ha. Rồi thì mình sẽ để từ 0 tới 240, và cái độ chia là 240, có nghĩa là mỗi lần mình thay đổi được một đơn vị, hoặc là giờ mình sửa này 24 đi. Sau đó mình save lại. Thì lúc này mỗi một cái độ chia của nó mình sẽ thay đổi được là 10 đơn vị, 10 vòng trên phút này. Rồi ok, để tốc độ max luôn ha. Rồi tương tự như vậy nó sẽ stay cho giá trị speed này, và hàng position speed này mình sẽ dùng để mình truyền cho con SP. Thì khi truyền thì mình bấm cái nút button ở đây đó, thì mình thấy là con giá trị 20 240 là tốc độ, vị trí là 5. Thì lúc đó mình sẽ nối cái chuỗi này để thành một cái chuỗi dạng chuỗi JSON, và mình add sin sin add, có nghĩa là mình truyền cái chuỗi này xuống với con SP thì con SP nó sẽ nhận được. Đó, ví dụ như giờ mình để số 7 đi ha, bấm mua cái nó chuyển số 7 xuống nè. Đó rồi thì cái phương thức truyền này cũng đơn giản thôi, chỉ là một cái chuỗi rồi sau đó mình truyền xuống con SP, SP xử lý cái chuỗi này, xử lý chuỗi xong rồi lấy cái các value là tốc độ với lại vị trí, rồi gán cho cái hàm để điều khiển motor chạy thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở cái thằng hình ảnh của cái motor chạy lên các bạn xem ha. Rồi đây cái này motor nha, còn trên này là app, các bạn phân biệt hai cái. Thì bây giờ để cho dễ hình dung thì để xích qua đây xíu để cho thầy thấy được cái sự thay đổi của tốc độ. Rồi trên này là app điều khiển, còn đây là hình ảnh của motor. Rồi chẳng hạn như bây giờ mình cho nó chạy, hiện tại vị trí nó đang là vị trí số 7 đúng không, mình sẽ cho nó chạy tới 8, có nghĩa là nó sẽ quay thêm một vòng nữa. Rồi mình bấm mu này, đó nó sẽ quay thêm một vòng nữa. Rồi bây giờ mình sẽ giảm tốc độ xuống để nó quay chậm lại. Rồi mình cho thêm 9 đi để nó quay được một vòng tiếp theo á. À, thì chậm hơn nè, tức là đi từ vị trí thứ 8 8 đến vị trí 9. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó đi ngược lại từ 9 về 8 ha, nó sẽ quay ngược lại. À, từ 9 về 8 đây, 9 về 8.
rồi chẳng hạn cho về không luôn, và mình tăng tốc độ này lên maximum thì mình sẽ nó quay nhanh hơn. Đó, nó sẽ quay ngược lại 8 vòng rồi, hoặc là xuống âm luôn, quay tới trừ 10, tức là quay theo ngược chiều kim hồ 10 vòng nữa. À, rồi hoặc là mình sẽ đẩy lên, tức là nó sẽ đi từ trừ 10 tới 10. Nó sẽ quay 20 vòng ha, từ trừ 10 tới 10 là 20 vòng. Có nghĩa là bây giờ mình điều khiển cái nguyên cả cái bộ này nè bằng một cái điện thoại và thông qua cơ chế là wifi. Thì wifi hiện tại là wifi do con SP này phát ra, do đó chỗ nào mà cái điện thoại kết nối được wifi của con SP này thì mới điều khiển được. Còn nếu như các bạn cầm cái điện thoại này đi ra chỗ nào xa thì xa có internet nhưng mà cái wifi của cái con SP nó không phát tới đó thì cái điện thoại mình không thể nào điều khiển được cái thiết bị này. Còn các bạn muốn điều khiển từ xa nữa thì mình sẽ tạo một cái server, sau đó mình sẽ kết nối cái con SP này vào trong server đó, và cái app router mình sẽ kết nối vào server, thì lúc đó mình sẽ truyền và gửi dữ liệu qua server, thông qua server để truyền qua con SP. Lúc đó mình có thể điều khiển bất kỳ nơi nào có internet, thì cái đó mình sẽ làm một cái video khác. Rồi như vậy là trong cái phần này mình đã hướng dẫn các bạn cách mình điều khiển một cái motor motor bước thông qua wifi bằng app router và thông qua cơ chế là web socket. À, con vi điều khiển là con SP8266. Ok, tất cả code thì mình có để trên cái phần trên GitHub ha, trong phần mô tả. Thì các bạn có quan tâm thì có thể lên đó tải và xem. Và chúng ta có thể lập trình để điều khiển motor bước, hoặc là có thể điều khiển đèn cũng được. Mình tạo ra ví dụ như on off, on off một cái đèn, on off một cái relay thì tất cả đều làm được hết. Và nhắc lại các bạn là chúng ta chỉ có thể điều khiển cái thiết bị này ở cái vị trí mà cái app của mình có thể kết nối với lại cái wifi do chính cái con ESP này phát ra. À, còn ra cái chỗ nào xa thì xa, con ESP này khác wifi không tới thì mình không thể điều khiển được nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn, video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.